đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. À, đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh pickable cho bạn mắt thật sẽ chi thật. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhạc trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm, năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. Mời em trai. Chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Anh Khoa, 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì... Năm nay đỡ khá hơn đúng không? Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình sin mà cứ sóng nó lên rồi nó xuống, rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng rồi. Ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nóng nhẽo khi mà yêu đương thôi, còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Chịu đựng đúng không? Vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được. Dạ, ha. Dạ đúng. Nhớ nha. Dạ. Còn em ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các dòng tiền về đầu tư. Tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhạy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em chỉ anh nay mua mã nào đâu. Cho em thì hiện tại thì nếu mà được thì mua, cứ mua ngân hàng thôi. Nay lãi suất không còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán cứ mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt. Dạ chứ. Bữa nay đi làm là không có lương đâu cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư à. Mình làm mai làm mối là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền à. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt. Thiệt đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Chào Pinh Nọng. Hả? Chào Pinh Nọng là chào mọi người. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Dạ. Chào Pinh Nọng là cháu nấu với bí Nọng. Dạ chào... đúng rồi. À giờ cháu Pinh Nọng á. Dạ. Hồi nãy em chưa nói về công việc của mình á, nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Khởi nghiệp. Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Em đang stop mảng gì vậy? Dạ mảng giáo dục ạ. Em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Vô. Ngon lành. Ủa thấy mình mở đào tạo luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi. Hai người này sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Rồi. Qua để chào nhà trai cái. Chào cái coi nhà trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. Múp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá hả? Trời ơi. Múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa sao vậy chị? Ngày nào cũng gọi điện thoại á. Gọi điện thoại hả chị? À mua lỗ rồi. Không xuống mua 40 còn tôi xuống mua, có, tôi mua 40 xuống còn 14 lỗ. Trời. Wow. Do không đúng thời điểm hả chị? Mày mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi. Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Em cũng trải qua tầm 3 mối tình. Mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay. Mối tình thứ hai thì em quen bạn đó hồi đầu năm đại học. Gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền, làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, lo làm quá thì mệt quá thì em lại không nhắn tin.
bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em luôn. Rồi cái yêu bạn thân em lúc nào không biết. Trời ơi. Mối tình thứ ba là sao? Kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số vô. Thì bạn đó cứ viện lý do là muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn. Thì em cũng kêu thì nhờ cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn đó cũng không chịu. Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không thì cái mối tình vừa rồi á thì nói chung là cả hai cũng có một thời gian sống chung với nhau. Trời ơi, sống chung rồi hả? Không, ý là có qua lại nhà cửa với nhau. Nói sống chung thì sống chung đi. Rồi cái gì nữa? Thì cũng có hỗ trợ bạn. Nhưng mà cuối cùng sao chia tay nè? Bạn nói về quê rồi tới bị dịch Covid rồi kẹt lại dưới đó, rồi không hiểu sao cưới một bạn như vậy. Vậy là có cái bạn kia sửa nhà rồi cho ba má ta rồi. Ông sửa sớm thôi chứ, ta phải có cơ hội ta sửa liền chứ. Nhà ở Đắk Lắk có hư gì không? Nhà con ở Đắk Lắk thì không hư gì, nhưng mà nếu anh muốn sửa thì em... Em kiếm nhà cho anh sửa đúng không? Tình hình kiểu ba mối tình nó phức tạp vậy đó. Còn nhà gái sao? Dạ, con cũng trải qua ba mối tình. Ngắn nhất thì đâu mấy tháng. Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm ạ. Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu. Mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả, thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. Vậy là cũng chưa gì sâu sắc. Nói tóm lại bên kia mới sâu sắc kìa. Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Ừ. Cách đây được 2 năm rồi, bố mẹ, tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này. Thế chắc rồi về nơi. Con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không? Để con có thấy hẹn hò với anh nào không? Về nhà thăm nhà thì bố mẹ về cả họ hàng cũng hay bảo là chưa rồi con Lâm khéo phải đi bạn muốn hẹn hò thôi. Bố mẹ liên tục hỏi như thế, thế nên là con đăng ký chương trình cũng mong muốn là mình có một cái người mà hẹn hò để có thể cùng đi lâu dài. Thứ nhất là để bố mẹ an tâm, và thứ hai là lập gia thất sớm để mình ổn định cuộc sống. Rồi bây giờ nè, mong muốn của em có một người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt anh này chữ O nghe. Mặt anh này chữ O nghe. Cái gì vậy? Bảy O là một O. Qua đo nữa rồi. Có nghĩa là mặt hơi tròn tròn. Mặt ta đẹp trai chữ O ý. Mặt người cũng đẹp chứ đâu phải chữ O gì đâu. Bên đây ta đẹp trai mỏm mỉm đó. Dễ thương. Giỡn thôi. Nói chung là bên đây nhìn thấy gương mặt phúc hậu lắm á. Có đạo đức nữa hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Có đạo đức không phải là học hết sách đạo đức. Kiểu tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh. Và không có cái ý nghĩ là muốn làm hại người khác. Dạ. Có làm hại ai bao giờ chưa? Có hại ai bao giờ chưa? Con Kiến em còn không dám giết mà. Thiệt không? Không, giỡn á. Chứ thật sự thì bản thân thì nếu mà có tư vấn chứng khoán hay gì thì em cũng không có bao giờ phương hại tới khách hàng. Đó cũng tính là không phương hại tới lợi ích của người khác. Ừ. Bây giờ em có hình dung ra được là bạn trai của em là giống ai không? Em rất thích ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hả? Vâng ạ. Đẹp trai này, có cái vẻ lịch lãm, trí thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt là hát hay. Nói chung là người đàn ông đó thì ai cũng thích hết trơn á. Hà Anh Tuấn, mình đây có mẫu người nào mà mình yêu mến không? Thường thì em sẽ thích vẻ đẹp của Hồ Hà và tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Trời, bên Hà Anh Tuấn, bên Hồ Ngọc Hà. Miu Lê toàn là người hot không? Hot không? Giả mang không? Thấy hai nhân vật hôm nay là... Em thì không có nhan sắc của Hồ Ngọc Hà với cả Miu Lê. Nhưng mà em nghĩ là em cũng nhây nhây giống như chị Miu Lê. À không, bên đây có nét rất là riêng nha. Bên đây là đẹp đó. Em thì em lại thích kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ. Quan trọng thật thì bản thân em thì thích bạn dễ thương hơn. Dễ thương, yên tâm về độ dễ thương là khỏi lo. Bên kia cũng dễ thương mà bên đây cũng dễ thương. Đúng rồi. Nói chung hai bên dễ thương hết. Hai đứa mình cũng dễ thương. Đúng rồi. Vậy giờ mình hỏi gia đình ta đi. Chứ đi. Mình tự khen nhau hoài cũng kỳ quá. Em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào chú Lâm và chào chị Ngọc Lan. Em tên Phụng, là em họ của anh Đăng Khoa bên này. Dạ em thấy bạn nữ dễ thương và thấy chị có một cái tinh thần khởi nghiệp, thì em nghĩ là chị khá là độc lập về tài chính. Thì anh Khoa bên em mặc dù rất là trẻ nhưng mà cũng đã mua được nhà và xe ở Sài Gòn rồi, nên là chị cứ yên tâm về nhà lập nghiệp. Trời ơi ngon lành.
không cần sửa nhà nữa em. Nhà anh hư rồi, qua nhà anh ở. Nhà trai tôi có nhà, có xe riêng rồi nha. À, sửa chi nữa đúng không? Không cần sửa. Không cần sửa. Có cho người chăm dọn dẹp nhà cửa thôi. Hay quá. À, nếu mà chị khởi nghiệp và làm trong cái lĩnh vực đầu tư như vậy á, thì chị có bị áp lực công việc hay là mình sẽ có quá nhiều thời gian dành cho công việc không? Có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay không? Áp lực thì bất kỳ công việc nào cũng có. Mỗi công việc thì nó có đặc thù riêng và áp lực riêng. Còn về cái chuyện mà việc nhà thì em nghĩ là giả sử đi đến hôn nhân nhá, thì em biết nấu ăn, thậm chí là em gái em thi thoảng khen em nấu ăn ngon. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ không dành nhiều quá nhiều thời gian của mình cho việc bếp núc. Bởi vì là nếu mà mình dành quá nhiều thời gian cho việc bếp núc, mình cái nhựa sống của mình nó sẽ bị vơi đi. Và mình sẽ không còn cái trạng thái như bây giờ nữa. Có nghĩa là chị thấy dễ thương và thấy cái năng lượng tích cực của em nó dồi dào đúng không? Giả sử đi đến hôn nhân, em sẽ thuê người giúp việc. Em vẫn sẽ nấu ăn vào lúc em rảnh và lúc nào mà em vui. Ví dụ như cuối tuần hay giữa tuần em cảm thấy vui và người đàn ông của em làm điều gì đấy cho em vui, em sẽ nấu ăn. Nhưng mà những ngày trong tuần em cũng phải đi làm, anh ấy cũng phải đi làm, thế nên là sẽ thôi người giúp việc để mà thay mình làm những cái điều đấy. Một người phụ nữ hiện đại. Đúng, tôi rất đồng ý với quan điểm này. Chị có hay đi ăn buffet không? Tại vì anh Khoa khá là thích đi ăn luôn á. Tối nào cũng có thể là đi ăn hết luôn. Hèn chi. Chị có thể đồng hành cùng ảnh đi ăn vào mỗi buổi tối. Bớt lại chút nha. Không, thấy nói chung là hợp lý với cái giao diện. Nhưng mà ảnh có đăng ký tập gym rồi nên là nói chung là sức khỏe rất là khỏe và những cái tiêu chí mà em thấy chị cần ở một người bạn nam á thì là ảnh có thừa luôn á. Không sao ạ, em có thể chọn đời ở California và thẻ của em là có thể dẫn thêm một người tập nếu mà người yêu, người đàn ông của em mà thích đi ăn mà vẫn muốn đi tập gym thì cái thẻ của em có thể dùng chọn đời. Trời mà ơi, không cần tới. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ con chào chú Việt Linh, chào chị Ngọc Lan và chào nhà trai ạ. Em ngồi ở đây thì thấy là anh cũng dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Đồng thời là công việc của hai anh chị cũng có điểm chung với nhau. Trên thang điểm 10 thì em chấm là khoảng 8.5 ạ. Quá ngon. Được rồi, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt coi. Mở rào. Tôi cũng nôn quá rồi. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. Đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Thì sẵn đây anh cũng có tí bài hát để có bốn gọi là khúc điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Hát thử thôi. Không hát thật đi anh, đừng hát thử. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em. Chẳng bên nắm tay được không? Không, em hát xong đi ạ. Ok. Sẽ luôn là người yêu em. Yêu em. Cùng em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Người yêu ơi, người yêu ơi. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Tình yêu nó dễ lắm. Thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Ba giờ ba hỏi giờ em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu em ơi? Sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Một tí thôi anh? Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em, sau đó sẽ có những buổi đi chơi vui bên nhau. Dạ vâng, em tặng anh cuốn nghệ thuật đàm phán, hy vọng là anh chốt được em. Ok, rồi cảm ơn em. Tại thật sự tự nhiên gặp cái người mà mình thích á,
anh thì hơi bị run. Thế á? Thế anh về chỗ đi cho đỡ. Ok, xin. Rồi cảm ơn. Trời đất ơi. Chết rồi, thiệt. Chết rồi, chú Linh ơi, chú Linh phải chỉ cho vài chiêu chứ kiểu này chết rồi. Ý nói về đọc lại cuốn đàm phán đó. Em biết mà, em nghe em biết. Là tôi nói cho về gái biết nha. Đừng có làm khó nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi á, đàm phán về làm ăn rất giỏi. Nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Thì từ từ làm dữ vậy. Bây giờ phải nói. Nói cái gì? Nói đi, bây giờ hẹn hò. Người ta chỉ có yêu thôi, không có nói gì bây nữa cho là muốn hẹn hò sao mình thuyết phục người ta. Chứ giờ vậy rồi sao thuyết phục được. Nói đi em trai. Có anh đứng đây nè, không lo. Bản thân anh thì cũng đã có nhà, có xe ổn định rồi. Thì trong hôn nhân thì anh cũng muốn quen tầm một năm thì mình sẽ có thể tiến tới hôn nhân được. Giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng một năm rưỡi rồi đấy, có thể tiến đến hôn nhân được. Cái phong tục người Thái có đòi hỏi trâu bò, heo gà gì không? Đòi hỏi voi thì chứ cũng không đòi hỏi trâu bò. Đòi hỏi voi thì chứ cũng không đòi hỏi trâu bò. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là có cái, voi hả? Cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao, để anh vô sở thú liên hệ anh mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa, thì tôi mượn cho con voi được. Không nói được gì, tôi không biết phải trả lời sao nữa. Thì đòi hỏi voi, tôi nhà ta tôi sẽ đáp ứng có voi. Tôi em vô sở thú. Từ chối tôi... voi sở thú liền cho chị. Em phải là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không có gì lo dễ. Ra là còn gì nữa không? Gì nữa? Phong tục cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Những cái phong tục thì nó cũng khá là rườm rà. Có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới ấy, trai đến nhà gái ấy, có quyền là hát nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước. Nước nhưng mà hát nước cho bạn hả? Dễ, để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Ủa vậy đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai, cái khúc đấy nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì không sao, mặt này bự lắm, ráng chịu luôn. Vì tình yêu đúng thẳng. Hứng luôn. Hất cỡ nào hất. Vừa hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Con thì chỉ lựa người thôi. Còn những cái làm khó thì bố mẹ con nghĩ là làm tốt hơn con. Tức là mình dắt voi tới luôn hả em? Dạ em đùa đấy. Dạ em đùa đấy. À đùa. Ủa? Trời, chút xíu nữa liên hệ Thảo Cầm Viên mượn thú rồi. Nhưng mà hỏi người Thái là đi cưới nhà trai hay nhà trai cưới nhà gái? Nhà trai cưới nhà gái. À bên người Thái là họ có bắt rể không? Người Thái thì không có bắt rể. Chỉ có bắt vợ thôi. Và chia sẻ với mọi người một cái bí mật thú vị, đó là bố mẹ con ngày xưa ấy là đến với nhau không phải bởi vì yêu nhau mà thông qua cái phong tục bắt vợ. Bắt vợ hả? Đúng rồi, là bố con qua bên qua bên kia sông đó, cái xóm bên kia sông để bắt mẹ con về làm vợ. Khỏi nói gì hết, mai đi bắt luôn. Nhào tới kéo lôi cho bằng được đúng không? Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ nếu mà bắt như thế thì lại có pháp luật can thiệp. Trời ơi, làm tôi mừng chết luôn. Bây giờ tôi muốn nhà gái hát cho nhà trai nghe một bài coi. Bài gì nó liên quan đến người đồng bào đó. Mạnh dạn lên nào. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, tiếng hát cô mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, trên lưng đèo cao. Không thuộc nữa rồi. Một chút vậy nó cũng ra cái không khí của bản thường buổi chiều rồi ha. Dạ vâng. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào nhau 30 giây, nhìn sâu vào đáy mắt của nhau để cảm nhận xem tình yêu nó có xuất phát gì không. Anh ngưỡng mộ ba em vì đánh cắp các vì sao để gửi vào mắt em. Không có được, buông tay nói tiếp đi. Thì thật sự thì anh gặp người mình thích thì anh sẽ thường anh hay run, anh không biết nói gì hết. Anh trai thì thật thà chất phác, bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à? Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Bấy giờ Kushida điều khiển từ xa giặt vũ thả ga. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra lại cảm xúc, kiểm tra lại con tim của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn, nhưng nhớ bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3
hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Và hãy nắm tay nhau nè. Đan tay vào nhau nào, cho nó tình cảm nào. Đó. Cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái thì con cảm ơn hai bác góp lời cho bạn tới đây hôm nay, để con có cơ hội để được gặp hôm nay, được tìm hiểu bạn, để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Nhà gái có muốn nói gì với nhà trai không? Nếu hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò con được ghép đôi với cả con trai của hai bác. Con trai hai bác con thấy dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Hy vọng trong cái thời gian tìm hiểu nhau thì bọn con có thể là có sự đồng điệu. Hy vọng là nếu mà tiến xa thì con sớm được gặp hai bác. Cái gì vậy? Ông muốn hôn tôi hả? Ông muốn hôn tôi hả? Cái gì? À, ý của ông Mai nói là mình hãy trao một cái nụ hôn đầu tiên và nồng cháy cho cô gái ở tại cái sân khấu này. Đây là nơi chứng giám tình yêu của tụi em. Không đến mức nồng cháy lắm đâu, nhẹ nhàng quyến rũ thôi nào. Đừng bao giờ quên giây phút này nha các bạn nhé. Càng càng nhăn càng dễ thương em ơi, càng dễ thương em ơi. Phụ nữ càng càng nhăn càng dễ thương em ơi. Người ta càng nói là người ta càng còn thương em rất là nhiều, người ta mới nói. Biết sao đi làm MC không? Tại ở nhà nói chuyện không có lợi nên là đi làm MC để được nói. Anh về nhà khác, ở đây khác em. Chào anh Nguyên Linh, chào chị Ngọc Lan. Rồi, mình chào tên bạn. Trần Bá Trường, năm nay 32 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên của Honda Việt Nam. Em quê Hậu Giang. Hậu Giang hả? Hậu Giang. Bây giờ em sống ở trên đây với ai Trường? Hiện tại em đang sống với người em họ. Người em họ hả? Dạ. Rồi dưới quê còn ai? Ở dưới quê hiện tại còn ba má và chị hai ở dưới quê. À. Dạ, nhà gái nghe. Rồi nhà gái của mình như thế nào nè? Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Thảo Nguyên. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh tại thành phố Thủ Đức ạ. Là ở Thủ Đức là mình ở nhà của mình hay là sao? Dạ, em đang hiện tại em đang ở trọ ở quận 9 ạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Thuận. Bình Thuận với Hậu Giang nó hai đầu nỗi nhớ đó. Nhưng mà không sao, mỗi vùng miền nó có hay riêng của nó ha. Trường có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, nấu ăn ngon. Món gì ngon nhất? Cháo gà. Cháo gà. Trời, cháo gà cũng khó nấu lắm nha quý vị. Mình luộc được con gà mà ngon là khó lắm đó. Đúng rồi, mình nấu được nồi cháo là hay lắm luôn á. Em nghĩ tật xấu của em là chắc hay nhậu. Nhậu nhiều không Trường? À, cũng tương đối, nhưng mà nhậu cũng chừng mực à, chứ không tới nỗi mà lầy lội lắm anh. Nhậu nhiều mà sao chừng mực được ông ơi? Tức là một tuần thì có thể nhậu 2-3 ngày á. Đối với em là nhiều. Một tuần 2-3 ngày đó hả? Dạ. Một ngày nhậu 2-3 lần đó hả? À không, anh em thì cứ thói quen em cứ chiều tối về thì có thỉnh thoảng có làm vài lon. Không, chắc có thể là do bạn đó chưa có ai để mà đi chơi sau giờ làm việc hết đó, cho nên là bạn đi nhậu là đúng rồi. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là hay cười, có trách nhiệm với công việc và cũng quan tâm người khác. Dạ. Còn về điểm yếu của em là nóng tính. Ồ. Dạ. Nóng tính, mỗi lần nóng tính là em thể hiện nó như thế nào? Im lặng ạ. Lạ vậy? Không ai nóng im lặng hết em ơi. Ờ. Nói cho vui chứ nóng làm sao im lặng được. Dạ, im lặng là để nói cái gì đó đúng hơn chút xíu. Im lặng đi dồn nén xong rồi nói một câu gì ra nó kinh khủng lắm á. Trời ơi, tôi tưởng bà nói bà nóng tính là bà hay đập đồ hay bà hay quýnh người đồ. Dạ, quýnh người cũng đôi lúc chị. Dạ, quýnh người cũng đôi lúc chị. Trời đất ơi. Có luôn hả? Dạ cũng có chị, chưa có đổ máu chị ơi. À, mới đánh sức đầu mẹ tráng thôi chưa đổ máu. Tức là tổn thương phần mềm. Em mà nhậu là mệt luôn đó nha Trường nha. Bây giờ để tôi qua tôi coi sơ sơ nhà gái sao mà nóng tính mà. Em dạ anh. Trời ơi, người về mà nóng gì trời. Dạ nóng như kem luôn. Nóng như kem luôn. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Dạ, mối dài nhất là 5 năm. 5 năm dài lắm sao chia tay? Dạ, đâu gặp nhau đâu rồi, cứ tính thời gian để đó thôi ạ. Ủa là sao? Yêu xa hả cưng? Dạ, từ thời cấp 3 cho tới giờ, rồi rồi vô Sài Gòn đi học thì cũng trong thời gian đó im lặng rồi thôi học. Đơn giản vậy đó hả? Dạ, học trò mà.
Rồi mối tình thứ hai nữa. Dạ, mối tình thứ hai là mối tình kết hôn ạ. Mối tình kết hôn ạ. Kết hôn được bao lâu em? Em kết hôn từ đầu năm 2017 và tới 2018 là em ly hôn ạ. Có con chưa? Dạ, có một bé 4 tuổi rưỡi ạ. Trai hay gái? Dạ, bé gái. À, có gì căng lắm mà phải ly hôn trong khi có đứa con 4 tuổi mấy dạ, rồi? Dạ, thì do có người thứ ba. À, dạ. Người thứ ba. Dạ. Nhưng mà giờ quan trọng là tình trường nhà trai làm sao để tôi biết tính tình như thế nào. Ông này chắc cũng dài mối rồi nha. Chắc cũng nhiều cô mấy mối. Thì lý thuyết nó dễ vậy nhưng mà thật sự tới là em chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Không có luôn hả? Chưa có mối tình nào. Ủa gọi là chính thức. Ủa sao ế bền vững vậy cưng? Chính để chị qua biết. Chị coi coi. Dạ chào chị. Ờ. Trời ừ, giao được. Diện được lắm chứ bộ. Quá được chứ bộ. Em cũng không trả lời mà nào giờ mình có để ý ai không? Dạ, có chị. À rồi sao nữa? Rồi sao cái câu chuyện mà mình để ý đó rồi mình làm cái gì nữa? Cũng có tấn công, cũng có chủ động vậy nhưng mà đôi lúc thấy không hợp thì hơi tính em hơi khó hay sao cái em tự động em lui. Em khó làm sao đây em nói chị nghe rồi. Em tuy em sửa xe nhưng mà lối sống cứ như bộ đội vậy. Hơi gọn gàng sạch sẽ. Sạch sẽ quá ai cũng không có làm cho em vừa lòng hết trơn á, đúng không? Mà chưa quen người ta sao biết người ta sạch sẽ hay người ta lượng thượng. Em không nghĩ là do em sạch sẽ quá mà không có bồ đâu. Hoặc là em chưa gặp đúng đối tượng của em. Vậy giờ đối tượng của em là như thế nào nè? Chuẩn chạc một tí. Đừng có con nít quá. Đừng có cằn nhằn nhiều quá. Sợ cái cằn nhằn phụ nữ thì không được đâu. Đó là bản chất rồi. Nó không phải bản chất mọi người. Nó là bản năng. Lập gia đình xong là phải nói à. Mình có vợ rồi về mà không thấy vợ cằn nhằn là mình biết có vấn đề xảy ra rồi đó. À, phụ nữ mà khi phụ nữ im lặng mới là mệt đó, đúng không mọi người? Tức là im lặng mới là nguy hiểm. Đúng rồi. Im lặng thì người ta không muốn nói nữa. Càng cằn nhằn càng dễ thương em ơi, càng dễ thương em ơi. Phụ nữ càng cằn nhằn càng dễ thương em ơi. Người ta càng nói là người ta càng còn thương em rất là nhiều, người ta mới nói. Biết sao đi làm MC không? Tại ở nhà nói chuyện không có lợi nên là đi làm MC để được nói. Anh về nhà khác, ở đây khác em. Rồi cái gì nè, không thích nhưng nữa. Nhưng lúc em cũng hơi nóng tính. Chết rồi, bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hầu như mà không vừa ý em. Cờ lê bỏ lết đồ có bài không? À không tới nỗi vậy đó chị. Cũng như ví dụ như mấy người em ở chung với em đi, không ngăn nắp là chỉ cần em nhìn là mấy người em nó biết rồi. Có bao giờ em gặp cái chuyện mà nóng với nóng gặp nhau chưa? Dạ rồi ạ. À. Rồi lúc đó sao? Dạ rủ đi nhậu. Em rủ đi nhậu hả? Dạ. Được à? Hợp lý á. À. Ông này cũng hay nhậu nè. Rồi, em không thích điều gì ở người đàn ông? Càm ràm à. Ông này không thích càm ràm, bà này không thích càm ràm thì hai người đừng có càm ràm nhau. Đừng ai càm ràm nhau. Thoải mái rồi. Đúng. Cái gì mà mình không thích tức là mình sẽ không làm. Đúng rồi, mình không làm. Ừ. Vậy thì cái này hợp nè. Ngon lành. Ngon luôn. Rồi gì nữa cưng? Không thích nhậu nhiều. Khó. Khi mà có người để mà vui chơi sau giờ làm thì sẽ không có nhậu. Đúng đâu rồi. Thời gian đâu nhậu. Cái đó phải thỏa thuận nha. Chứ anh thấy khi nhậu hơi nhiều đó. Mình hỏi kiến mình người hỏi thân. Mình hỏi người thân đi. Đây, nhà trai đi với ai cơ? Thì em đi với em người em bà con của em. Chào nhà trai. À, em chào chú Hiền Linh là chị Ngọc Lan ạ. À. Em tên là Thức, ở chung với anh Trường ạ. À. Anh Trường trong nhà thì tính tình rất vui vẻ, hoạt bát, nhẫn nhịn em. Nhẫn nhịn không? Nhẫn nhịn không? Dạ, liếc mắt một cái là người ta phải sợ mà. Anh có hay dẫn bạn gái về phòng không? Dạ không ạ. À. Có không? Dạ không ạ. À. Ta dặn trước rồi. Dặn trước. Chị bên đây giờ thấy ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương nữa. Mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. À. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy Nguyên? Dạ, dạ em đi với chị dâu em ạ. À. À đi chị dâu luôn hả? Dạ. Em chào anh Nguyên Linh và chị Ngọc Lan. Em là tên là Hà, em là chị dâu của Nguyên ạ. Ừ, dạ. Anh bên đây và Nguyên em của em thì có những cái điểm nó cũng tương đồng. Giống như ban đầu chị cũng đang nói, ví dụ cái gì mình không hợp thì hai người cũng không làm, thì có nghĩa là cái vấn đề nó sẽ không xảy ra. Nhưng mà anh thấy anh này là nhìn là ok đó. Dạ đúng rồi, em thấy là có là thiện cảm. Ừ. À. Cặp đôi thì rất là thiện cảm luôn. Thôi bây giờ thì cho hai nhà gặp nhau thôi. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Rồi mời bạn. À, chào em. Em có quà tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Em tặng anh một cái ly để ngày nào anh cũng uống nước là nhớ tới em ha. Có uống nước không? Lấy ly uống khác á. À, cảm ơn em.
Em vô Sài Gòn này lâu chưa? Dạ, em ở Sài Gòn từ năm 2010 tới giờ. Anh ở đây được 15 năm rồi, nhưng quê anh Hậu Giang, em có thường về quê không? Dạ, có anh. Hiện tại con riêng đang sống với em hay là sống bên nhà chồng? Dạ, sống với em ạ. Dạ, nhưng mà bé đang ở dưới Bình Thuận ạ. Còn anh thì chưa có gia đình. Bồ anh còn chưa có nên đòi có gia đình. Dạ, anh có ngại quen một người mẹ đơn thân như em không ạ? Không, anh thì không ngại. Dạ. Thường thì anh hơi khó tính lắm, không biết em có chịu được không? Dạ, em cũng khó ngăn ngửa anh á. Nghĩ em thằng sao anh, nhưng mà anh chắc chắn anh bấm nút rồi đó. Dạ, cảm ơn anh ạ. Bây giờ em hãy nói đi, em phải mở ra một con đường để cô ấy có thể tin tưởng mình nè. Ha, mình làm gì để phát triển kinh tế nè, tiền lương anh em giữ hay là tiền lương anh xài gì đó. Mình mở ra một cái tương lai thử coi trường. Lương anh thì chắc chắn là em giữ, anh cũng không muốn giữ tiền nữa. Anh có cái tật nhậu vô anh xài sang lắm. Dạ. Cứ nhậu vô bo lắm. Vậy là thói quen là hay bo đúng không anh? Anh biết cái đó là thói quen xấu hay là thói quen tốt nữa. Xấu nha anh. Không, bo là tốt đó, không xấu đâu. Dạ, bo mà ở cái chỗ mà không cần thiết đi á anh ạ. Thì cái chuyện mình đi là xấu thôi, còn chuyện bo không có xấu đâu. Dạ. Nó chỉ xấu khi nào trong túi còn 400 ngàn mà xỉn xỉn vô bo hết 400 thì cái đó mới là xấu. Không, cũng xấu đâu, đó tốt mà, cho đi là nhận lại mà. Biết là cho đi là nhận lại rồi, nhưng mà không, như vậy rồi làm sao mà vợ con ở nhà mà còn tiền mà ăn. Ủa, thì mục đích em muốn vợ giữ tiền là như vậy. Ừ, nhưng mà mình phải tiết chế lại. Tiết gì, theo người ta khó khăn thì bó hết đi, có gì đâu mà. Ông ơi, qua đây em nói chuyện tôi nè. Ví dụ giờ lấy nhau, cô ấy muốn đưa gì con về ở chung mình được không, nói cho cô biết luôn đi. À, cái vấn đề đó thì đối với em thì được. Nếu mà lập gia đình thì em có về Hậu Giang ở được không? Dạ, anh đâu em ở đó, anh đâu em ở đó. Dạ, hài lòng rồi. Còn con em, còn con em nữa sao? Dạ, còn con em thì anh có ngại đưa về à, không em? Không đưa hả? Tức là không có ngại, cứ về ở chung với anh bình thường. Phải nói rõ. Cứ về ở chung với anh bình thường. À, tức là em muốn về Hậu Giang. Vâng. Hậu Giang ở huyện nào? Em ở ngay cổng chào Hậu Giang, tức là cửa ngõ của Hậu Giang. Cái tắc á hả? Cái tắc. Rồi, hợp lý luôn. Anh sẽ về Hậu Giang đó. Dạ. Mà Hậu Giang thì nó là thành phố sát với thành phố Cần Thơ rồi. Dạ. Nó là một cái tương lai, nó cơ bản là nó cũng chắc chắn cho bạn và cho cái người bạn đời tương lai của bạn. Nhưng mà về dưới á là em còn ai trong gia đình nữa? Em còn ba má với người chị hai ở dưới quê. Chị hai có gia đình chưa? Chị hai cũng chưa gia đình. Chưa gia đình đúng không? Chưa. Vậy là chị hai sẽ đi lấy chồng. Mà chị hai lấy chồng thì nhà nó thuộc về ai ta? Mà quan trọng là hỏi chừng nào chị hai lấy chồng. Chị hai em dự định là trong năm nay lấy chồng, có thể là cuối năm. Ngon lành. Chị hai em có bạn trai rồi và hai bên nhà cũng đã qua nói chuyện rồi, chắc mặt nói chuyện rồi. Về luôn ăn đám cưới chị hai, tới đám cưới mình luôn. Dạ, gần quá anh. Em tiến tới đi ha. Nắm tay bạn gái đứng lên. Nắm hai tay bạn gái. Mình đối diện với bạn gái nè, hai bạn nhìn nhau nè. Em hơi khớp. Không có khớp. Gì đó, nhìn coi. Em này ok đó, chắc chắn em sẽ bấm nút rồi đó. Cảm xúc của em á, em có rung động hay không? Rung, em rung, hiện tại em còn đang rung. Không, rung động chứ không phải là rung rẩy. có cảm giác rung động. Hỏi bạn gái, rồi bạn gái có rung động với mình. Cảm giác của em là sao? Hiện tại thì cảm giác của em hơi hồi hộp chút xíu ạ. Dạ, nói đi. Nói cảm xúc của anh mong muốn em thế nào đó. Nếu mà sau chương trình này em chấp nhận thì khoảng bao lâu nữa mình có thể đến được? Không biết luôn. Không biết luôn. Để cảm xúc nó dẫn dắt bao lâu thì để cảm xúc nó dẫn dắt, dạ, đúng không? Dạ, cứ để tìm hiểu rồi cái chuyện đó nói chuyện sao ạ. Anh thì cũng muốn thay đổi tương lai của mình. Nếu em đồng ý thì tiến tới hai đứa mình cùng nhau xây dựng. Dạ. Rồi, được rồi. Hồi hộp quá. Bây giờ thì tất cả mọi người cũng đã nghe về nhau, chắc chắn cũng hiểu một phần về nhau. Lắng lòng mình lại, xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Chúng ta bấm nút là xuất phát từ trái tim của mình. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Bấm hay không là quyền của các bạn. Em hãy nên suy nghĩ và cân nhắc thật là kỹ rằng mình có đủ tình cảm, đủ bao dung để mà mình lo được cho hai mẹ con hay không. Bởi vì đây là một cô gái đã từng lập gia đình và đang có một đứa con. Còn về phía cô gái, em hãy suy nghĩ xem liệu rằng người đàn ông này có đủ tin tưởng để hai mẹ con mình nương tựa được hay không. Và quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm.
Duy em gái vẫn còn băn khoăn một cái điều gì đúng không em? Dạ đúng. Hãy nói hết lòng mình đi. Không biết là do bị tổn thương nhiều quá nên em chưa có mở lòng được hay là như thế nào. Nhưng mà có thể như vậy. Có thể Trường biết không, em chưa thể hiện một cái bờ vai vững chắc để có thể bảo vệ cô ấy và con cô ấy. Chính là những người phụ nữ đã từng bị tổn thương đó, họ rất là lo lắng cho gia đình của họ. Không biết là người đàn ông kế tiếp có đủ để làm họ bớt tổn thương hay hết tổn thương hay không. Anh biết rằng em có rung động với cô ấy thật sự đó. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để chinh phục cô ấy. Em chỉ suy nghĩ là tới lúc em đến với chương trình đó là cũng em cũng suy nghĩ là đến lúc mà em phải cho con em một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì từ lúc con em sinh ra tới giờ nó chưa có biết mặt ba nó. Về mặt tình cảm thì em cũng mong anh thông cảm cho em, là tại vì cái người đổ vỡ cái tình cảm nó khác với lại những người mà chưa lập gia đình. Mai mình lên mình thăm con của Nguyên nha, Trường nha. À, chúng ta có thể là bạn với nhau để có thể chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống. Rồi cái gì anh nghĩ nó tới, nó sẽ tới thôi. Cố lên nha. À, chúc các bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống nào. Những ngoài đời một trời một vực với profile với tính năng EKYC xác thực hình ảnh pickable cho bạn.